Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2022. Thì bên phía Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu đến quý khách hàng cũng như là công bố về cái mức giá của chiếc xe Hyundai Creta, một cái dòng xe gầm cao trong phân khúc 5 chỗ sẽ cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Seltos trên thị trường hiện tại. Và Creta là một dòng xe nhập khẩu tại Indonesia và chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn cho cái Creta này. Đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Với mức giá niêm yết của Creta lần lượt là bản tiêu chuẩn là 620 triệu, bản đặc biệt là 670 triệu và bản cao cấp nhất sẽ là 730 triệu đồng với Creta. Đây sẽ là một dòng xe được nhập khẩu tại Indonesia các bạn nhé. Nhập khẩu tại Indonesia, sử dụng động cơ là 1.5 hút khí tự nhiên cho cả 3 phiên bản của Creta. Ngoài ra đây sẽ là dòng xe sử dụng hộp số CVT các bạn ạ. Sử dụng hộp số CVT với cái dòng xe gầm cao này. Vậy thì video này Top KVN sẽ cập nhật cho các bạn nếu cái mức giá như này thì đây là một dòng xe nắp ráp mà đây là một dòng xe nhập khẩu thì cái mức giá lăn bánh của từng phiên bản Creta sẽ là như thế nào để anh chị chúng ta có thể là nắm được cái tầm tiền, cái tầm giá nếu như lựa chọn về cái dòng xe này. Còn về cái thông số kỹ thuật của cái dòng này thì trong cái video trước Top KVN cũng đã giới thiệu rồi. Các bạn hoàn toàn có thể vào Top KVN để chúng ta xem được những cái thông số chi tiết kỹ thuật mà bên phía nhà máy công bố cho cả 3 phiên bản, so sánh cả 3 phiên bản để anh chị chúng ta có thể nắm được và đưa được ra cái sự lựa chọn phù hợp nhất với mình. Đầu tiên là Creta bản tiêu chuẩn với mức giá là 620 triệu. Thì đây là một dòng xe nhập khẩu cho nên là thuế ở tỉnh là 10%, Hà Nội là 12%. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh bản tiêu chuẩn là 687 triệu lăn bánh ở tỉnh, Hà Nội là 718 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 706 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 687, Hà Nội là 718 và Thành phố Hồ Chí Minh là 706 với Creta 1.5 phiên bản tiêu chuẩn. Nếu như các bạn mà muốn mua trả góp phiên bản tiêu chuẩn của Creta thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị 189 triệu, Hà Nội là 222 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 189, Hà Nội là 222 và Thành phố Hồ Chí Minh là 209 với Creta 1.5 phiên bản tiêu chuẩn. Sang cái phiên bản thứ hai đó là Creta 1.5 bản đặc biệt. Bản đặc biệt các bạn nhé, với mức giá bán là 670 triệu. Vậy thì ở đây mình tính lăn bánh ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị là 740 triệu, Hà Nội là 775 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 760 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 740, Hà Nội là 775 và Thành phố Hồ Chí Minh là 760. Với phương án trả góp Creta này, bản đặc biệt ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu 205 triệu, Hà Nội là 238 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 224 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 205, Hà Nội là 238 và Thành phố Hồ Chí Minh là 224 với Creta bản 1.5 bản đặc biệt. Phiên bản thứ ba là phiên bản cao cấp nhất. Đây là một phiên bản mà những cái tính năng option cực kỳ là đầy đủ, từ cảnh báo va chạm cho đến cảnh báo điểm mù. Nói chung là nó cũng gần tương đương với chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản turbo hay là phiên bản đặc biệt các bạn ạ. Những cái tính năng an toàn rất là đầy đủ. Với mức giá được bán là 730 triệu với Creta bản cao cấp nhất. Vậy thì với phiên bản này lăn bánh ở tỉnh là 807 triệu, Hà Nội là 841 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 826 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 807, Hà Nội là 841 và Thành phố Hồ Chí Minh là 826. Với phương án trả góp Creta 1.5 bản cao cấp thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị 222 triệu, Hà Nội là 256 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 242 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 222, Hà Nội là 256 và Thành phố Hồ Chí Minh là 242. Đó là ba cái mức giá lăn bánh của Creta khi mà chiếc xe này ngày hôm nay đã công bố mức giá niêm yết. Đấy, mức giá bán luôn. Vậy thì nếu như các bạn quan tâm về Creta thì đâu đó khoảng tầm ngày 23 trở đi hoặc ngày 20 trở đi, trong cái nửa cuối còn lại của cái tháng 3 này, xe sẽ về tại tất cả các showroom, tại đại lý, một dòng xe nhập khẩu các bạn ạ.
hoàn toàn anh chị chúng ta có thể đến cảm nhận và lái thử. Khi mà có thông tin về xe về thì các bạn hãy đến trực tiếp các showroom đại lý để chúng ta xem trực tiếp xem là có ưng hay không. Khi mà ở trong cái phân khúc này, Cresta sẽ cạnh tranh với cả Kia Seltos. Kia Seltos thì nếu các bạn có ký thời điểm này cũng sẽ rất là khó giao, cho nên là hãy để Cresta về chúng ta tham khảo thêm để anh chị chúng ta có một cái quyết định lấy xe một cách là hợp lý nhất cho cái dòng xe gầm cao 5 chỗ này mới về của bên Hyundai này. Ngay bên dưới góc trái màn hình này của là cái số hotline của bên đại lý của bên Hyundai, anh chị hãy liên hệ trực tiếp với cái số hotline này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi cho miền Bắc, miền Nam thì các bạn hãy gọi cho miền Nam để chúng ta nhận báo giá cũng như là những cái chương trình ưu đãi mới nhất về cái dòng Cresta khi mà nó ra mắt tại thị trường Việt Nam. Cuối cùng thì xin chào, hẹn lại quý vị các bạn trong những video lần sau của Top Car VN. Xin chào.